Xin chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ rất nhiều con đập tại Trung Quốc đạt tới giới hạn cực đại. Hàng triệu người đang sống trong nỗi lo vỡ đập, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, thậm chí còn cướp đi sinh mạng của họ. Người dân huyện Dương Sóc thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng khi con đập ở địa phương này bị vỡ hồi tháng trước. Sau những trận mưa lớn, ông Lu Qiuan, một người dân huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm cho biết: "Chúng tôi không biết con đập vỡ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy khắp nơi đều ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế trong đời." Hai tháng mưa lớn bất thường ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến nước tràn bờ, các con sông tạo ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Lũ lụt đồng thời làm dấy lên những lo ngại xung quanh hàng chục nghìn con đập thủy điện khắp Trung Quốc. Ông Li Yanjun, một người dân huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm nói: "Các con đập ở đây hầu như đều được xây khoảng 50 năm rồi. Nếu không xây dựng lại hoặc trùng tu chúng thì nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Mưa đặc biệt lớn thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc trong tháng trước và đầu tháng này. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo sau đại dịch. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Tính tới ngày thứ hai đầu tuần này, khoảng 40 triệu dân sống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đã gánh chịu tác động của lũ lụt, với thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế ước tính ở mức 11,5 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 30.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu người dân mất nhà cửa, ít nhất 161 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố cuối tháng trước, các đợt mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền Nam nước này xảy ra liên tục từ đầu tháng trước đến nay đã làm 98 người thiệt mạng và mất tích. Hơn 14.000 lượt người bị ảnh hưởng, 972.000 lượt người phải di rời khẩn cấp, hơn 110.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, ước tính khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chỉ tính riêng tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã có 22 người chết, 15 người mất tích trong trận mưa bất ngờ xảy ra vào cuối tháng trước. Bộ Thủy lợi nước này cũng đã ra thông báo về việc nước lũ làm cho mực nước của 13 con sông tại khu vực này vượt mức báo động. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã có khoảng 200 con sông mực nước vượt quá mức báo động, nhiều hơn cùng kỳ các năm trước. Chúng tôi đã đưa người già và trẻ em tới nơi trú ẩn an toàn, thanh niên thì ở lại vì có nhiều việc phải làm, không thể cứ trông chờ vào các đội cứu hộ được, một người dân ở Tứ Xuyên cho biết. Cũng trong cùng ngày, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phải nhanh chóng khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp quốc gia cấp 4 trước tình hình mưa lũ lớn nghiêm trọng tại các tỉnh Phú Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử đoàn công tác đến các vùng mưa lũ nghiêm trọng để chỉ đạo và phối hợp với địa phương, triển khai công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Một khoản hỗ trợ trị giá 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 38 triệu đô la Mỹ của Trung ương cùng nhiều đội cứu trợ khác đã được cung cấp cho 3 tỉnh Quý Châu, Quảng Tây và Quảng Đông để đối phó với lũ lụt nghiêm trọng tại đây. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong vài ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương ở nước này. Mưa dữ dội ở Hồ Nam, Trung Quốc, 10 người chết, khởi động phản ứng khẩn cấp. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết tổng cộng 1,79 triệu dân ở tỉnh này đã bị ảnh hưởng do mưa lớn kể từ đầu tháng trước đến nay. Khoảng 286.000 người trong tỉnh đã được sơ tán. Lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ. Đặc biệt, kể từ ngày cuối tháng trước đó, cao gấp đôi so với những năm trước. Mưa lớn đã ảnh hưởng tới gần như toàn tỉnh. Tính tới hôm thứ Ba vừa qua, với thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu đô la. Mưa lớn đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhà cửa của 1,195 triệu hộ gia đình và số lượng lớn cơ sở hạ tầng nông nghiệp và công nghiệp, bao gồm đất canh tác, hồ chứa nước, đường cao tốc, các cơ sở cung cấp điện và thủy lợi ở Hồ Nam.
tỉnh Hồ Nam đã khởi động phản ứng khẩn cấp về cứu trợ thiên tai hôm đầu tháng và đã chuyển lều, giường cùng các vật tư khác cho những khu vực bị ảnh hưởng. Tính tới đầu tuần này, hơn 800.000 dân tại hàng chục huyện ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt do mưa gây ra gần đây. Vừa qua, Cơ quan Thời tiết Trung ương của Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa bão. Theo đó, dự báo sẽ có mưa lớn ở tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và tỉnh Vân Nam, phía Tây Trung Quốc, cũng như tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc kèm theo dông bão và gió giật mạnh. Động đất lớn ở Đài Loan, nhà cửa đổ sập, tàu chật đường dây. Thưa quý vị, hãng Reuters hôm Chủ nhật đưa tin, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía đông nam ít người ở trên đảo Đài Loan, dẫn đến cảnh báo nguy cơ sóng thần. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ lại ước tính trận động đất trên mạnh đến 7,2 độ Richter với tâm chấn sâu khoảng 10 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ đưa ra cảnh báo về khả năng có sóng thần. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra tại huyện Đài Đông, phía đông Đài Loan vào 13:19 theo giờ địa phương, tức 12:19 theo giờ Hà Nội. Trong đó, tâm chấn của trận động đất nằm ở 23,09 độ Vĩ Bắc và 121,27 độ Kinh Đông ở độ sâu 12 km. Tuy nhiên, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu lại cho biết trận động đất này có độ lớn 6,5 độ Richter. Theo Cục Thời tiết Đài Loan, sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,5 độ Richter vào lúc 21:47 theo giờ địa phương tối ngày Chủ nhật ở huyện Đài Đông, khoảng 47 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó có dư chấn độ lớn 5,3 độ Richter xảy ra vào lúc 22:35. Được biết, động đất và dư chấn đã kéo dài làm sập tường, mất điện, vỡ đường, ống nước, sập trần. Hiện các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường. Hiện không có báo cáo cho thấy có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng do động đất. Thưa quý vị, hôm Chủ nhật, các phương tiện truyền thông cho hay cảnh báo sóng thần đã được ban bố sau trận động đất với cường độ 7,2 độ Richter ở ngoài khơi Đài Loan. Cụ thể, hãng tin AP dẫn thông tin từ cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sóng thần trong khu vực có bán kính 300 km tính từ tâm chấn. Chiều cùng ngày, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng ra khuyến cáo về nguy cơ xảy ra sóng thần ở các khu vực Miyakoma và Yamayama, phía nam nước này sau trận động đất mạnh ở vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất có độ lớn đo được ban đầu lên tới 7,2 độ Richter và tâm chấn ở gần mặt đất. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, vào khoảng 14:44 theo giờ địa phương, chiều ngày Chủ nhật, một trận động đất với cường độ 7,2 độ Richter đã được ghi nhận ở độ sâu 10 km ngoài khơi bờ biển phía đông nam đảo Đài Loan, cách thành phố Đài Đông khoảng 50 km. Sau đó, cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn Đài Loan cũng xác nhận về trận động đất kể trên và cho biết những dư chấn với cường độ lên tới 6,8 độ Richter đã xảy ra tại nhiều khu vực ở hòn đảo này. Thưa quý vị, cơn bão Freddy, cơn bão số 1 trong năm nay đã trút lượng mưa tương đương 6 tháng xuống miền Nam Trung Quốc chỉ trong 6 ngày, gây ngập lụt đất nông nghiệp và khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc cho biết bão Freddy với sức tàn phá kỷ lục đã khiến hơn 460 người ở miền Nam Trung Quốc thiệt mạng và ảnh hưởng tới hơn 500.000 người tại Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu. Cơn bão đã trút lượng mưa tương đương 6 tháng xuống miền Nam Trung Quốc chỉ trong 6 ngày, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng và làm ngập lụt đất nông nghiệp. Hơn 500.000 người đã bị ảnh hưởng. Văn phòng Chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia Trung Quốc chia sẻ trong một báo cáo, đồng thời tiết lộ hơn 183.100 người đã phải sơ tán. Số liệu mới nhất được công bố vào cuối ngày hôm qua cho biết khoảng 360 người đã thiệt mạng do bão tại Trung Quốc, đất nước có 1,4 tỷ dân. Chúng tôi cho rằng bức tranh về thiệt hại và số người tử vong sẽ trở nên tồi tệ hơn khi ngày càng nhiều khu vực có thể tiếp cận được theo thời gian. Thủ tướng Lý Khắc Cường, người đang có chuyến thị sát 3 ngày đến các khu vực bị ảnh hưởng nói. Ông kêu gọi sự hỗ trợ toàn cầu để giải quyết nhu cầu nhân đạo ở nước này. Theo Bộ Xử lý các vấn đề khẩn cấp Trung Quốc, cơn bão có sức tàn phá kỷ lục đã tấn công Trung Quốc vào đầu mùa mưa lũ khi mực nước tại các con sông và vùng trũng thấp đã ở mức cao. Hôm qua, ông Diệp Kiến Xuân thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết rõ ràng Trung Quốc sẽ rất cần sự hỗ trợ đáng kể. Nhiều khu vực hiện không thể tiếp cận được, hạn chế việc di chuyển các đội đánh cá, nhân đạo và nguồn cung cấp cứu sinh.
chúng tôi đang tăng tốc nhanh nhất có thể tình hình này, ông Diệp Kiến Xuân nói và cam kết hỗ trợ khoảng 130.000 người bị ảnh hưởng bởi bão Freddy. Đến nay, hơn 300 điểm trú ẩn khẩn cấp được thiết lập cho những người sống sót, trong khi quân đội và cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các thi thể. Tổ chức Y tế Thế giới thông tin bão Freddy ập đến khi Trung Quốc đang trong đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất. Phúc Ma Phu Đông, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nói với AFP rằng, nguy cơ đợt bùng phát dịch tả đang diễn ra có thể trở nên tồi tệ hơn, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. UNICEF lưu ý, bão Freddy đã khiến hơn 280.000 trẻ em ở Trung Quốc cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Bão Freddy tấn công miền Nam Trung Quốc đại lục lần đầu vào cuối tháng 2, hoành hành ở Hồng Kông và Đài Loan, nhưng Trung Quốc không bị ảnh hưởng. Sau đó, cơn bão di chuyển ngược trở lại Biển Đông, gia tăng cường độ từ vùng nước ấm trước khi đảo ngược hướng đi để ập vào đất liền lần thứ hai. Cơn bão này đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 463 người ở 3 quốc gia Đông Nam Á, gồm 360 người tại Trung Quốc, 86 người ở Hồng Kông và 17 người ở Đài Loan. Những cơn mưa đã giảm bớt kể từ hôm thứ Tư, nhưng bão Freddy vẫn đang trên đà trở thành một trong những cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất trên thế giới. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!